Năm 2022 với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã đạt và vượt mức. Trong đó, ngành công thương với vai trò nòng cốt của nền kinh tế ở lĩnh vực công nghiệp và thương mại đã khẳng định được vị thế trụ cột, đóng góp quan trọng và chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lĩnh vực công thương năm 2023 diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 1 năm qua ngành công thương đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh chỉ đạo bảo đảm cung ứng vật tư nguyên liệu hàng hóa thiết yếu đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại xúc tiến thương mại kết nối cung cầu hàng hóa khai thác có hiệu quả các hình thức thương mại các loại thị trường đa dạng hóa sản phẩm chuỗi cung ứng thúc đẩy xuất khẩu đóng góp quan trọng tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của ngành, năm qua lĩnh vực công thương đạt những con số ấn tượng trên các lĩnh vực. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 22,5% so với năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 27.000 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 174,8 triệu đô la Mỹ, tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 98,8%. Năm 2023 được dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, đại dịch Covid-19 dù đã được khống chế, tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Để khắc phục những khó khăn trên, toàn ngành công thương tiếp tục đổi mới, khai thác các lợi thế, biến thách thức thành cơ hội để đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại, tiếp tục làm trụ đỡ cho nền kinh tế phát triển. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành công thương trong năm qua toàn ngành đã có sự vào cuộc quyết liệt trong thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh. Nhấn mạnh năm 2023 sẽ còn có những khó khăn thách thức đối với ngành công thương. Đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị toàn ngành tiếp tục đổi mới, khai thác các lợi thế, biến thách thức thành cơ hội để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, tiếp tục làm trụ đỡ cho kinh tế Sơn La phát triển, thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp. Đặc biệt có những giải pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu không để đứt gãy chuỗi sản xuất góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững. Nhân dịp này, Sở Công thương tỉnh Sơn La vinh dự được nhận cờ thi đua của chính phủ, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc